thưa với toàn thể các cụ, các ông, các bà, cô chị, chú bác, cô chú toàn thể quý vị thân mến. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ được nồng nhiệt chào đón sự hiện diện của cô dâu và chú rể, cũng như sự hiện diện của hai vị trưởng đoàn cao quý hai bên gia đình. Các cụ, các ông, các bà, cô chị, chú bác, toàn thể quý vị, chúng ta sẽ được chuẩn bị trở về với những cầu sân khấu trong buổi sáng ngày hôm nay, để chúng ta sẽ được tạo dựng câu chuyện tình yêu đẹp của cô dâu và chú rể thông qua chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho chú rể Hà Quy, cô dâu Việt Trinh trong buổi sáng ngày hôm nay. Một lần nữa xin được trân trọng cái chuyện mời đến tất cả tấm lòng nhiệt thành của toàn thể quý vị. Nào chúng ta bên nhau mời hỡi hai say sưa, nào hãy vui trong vui ra đây quê quần mùa vui liên hoan, ra đây quê quần bên chung rượu cần chiêng lầm chiêng thắm on son, tóc chúng mình ta mưa chân nền cái mùa cùng ánh điện thắp sáng. Hỡi nào anh múa cùng em, hỡi nào em múa cùng anh trong tiếng khen ngân. Trong bản đường tới đây mang hơi nồng của một người dân tới đây, mà say mà mê mà chưa chan tình người, thương nhau đi trong vui hội này, hãy múa vui quanh chung rượu cần này. Năm trăm tiền trăm mới dơ, mười kín năm kín tám kè mới kín kè giam coi trăm coi tiền trăm mới dơ trăm. Tiền trạm mới giờ mới kín năm in tám kề đu năm nè, mới kín kề giam khói trạm coi tiền trạm mới. Cầu sân khấu chính trong buổi sáng ngày hôm nay. Kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây giờ lành đã đến mà giờ tốt cũng đã điểm. Những làm chương trình xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng được ổn định chỗ ngồi để được hướng mắt trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu chính này, để chúng ta sẽ được ngắm nhìn hai gương mặt rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của hai gia đình chúng ta. Và xin mời đến các bác cô chú chị ạ, chúng ta sẽ được thoải mái nâng lên với những chén trà chén nước, mời bánh cho gọn với gia đình chúng tôi, để chúng ta sẽ được chung chia để vui chúc phúc thành đôi con trẻ. Xin mời quý vị. Và chúng tôi xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay, sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em, bạn bè, và quý vị chúng ta đang có mặt tại nhịp cầu sân khấu chính ngày hôm nay. Xin mời quý vị chúng ta sẽ cùng được trở về đây để chúng ta được tạo dựng một chương trình đầy đủ sắc màu yêu thương. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu chính này, để chúng ta sẽ cùng được ngắm nhìn hai gương mặt rạng ngời nhất, hạnh phúc nhất của hai gia đình chúng ta. Nào xin mời Hà Quy và Việt Trinh sẽ cùng khởi thân đứng lên nào. Và ngay bây giờ đây hai em sẽ cùng hướng trở về cùng toàn thể quý vị. Hãy cùng nở một nụ cười thật tươi được hướng trở về với hai bên gia đình. Và sẽ có một cái cúi đầu thật sâu để ra mắt hoàn hảo đến hai bên gia đình ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn để chúng ta được chúc mừng, để cùng đón nhận. Và kính thưa quý vị thân mến, lời đầu tiên cho phép những người làm chương trình chúng tôi trong buổi sáng ngày hôm nay xin được mạn phép thay lời cho hai vị trưởng đoàn cao quý của hai bên gia đình chúng tôi.
sẽ được thay lời cho trung tâm tổ chức thực hiện tiệc cưới Bách Thơm trở về với chúng ta từ Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa. Xin được đỡ lời cho cô dâu và chú rể trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin phép gửi đến toàn thể quý vị lời kính chúc sức khỏe, lời thăm hỏi ân cần và lời chào mừng nồng nhiệt nhất. Và ngay bây giờ xin mời cô dâu và chú rể em sẽ tạm an tọa xuống bàn hòa long trọng, bàn trà hạnh phúc. Và kính thưa với hai bác trưởng đoàn, kính thưa cùng các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, cũng như toàn thể quý vị thân mến, và chúng ta đang được trở về tại khoảnh khắc yêu thương và khoảnh khắc giao thoa của đất trời thưa quý vị. Và chúng ta đã chia xa một mùa xuân xinh đẹp và ấm áp, để thay vào đó chúng ta đã được chào đón một mùa hè, một mùa hạ nóng bỏng và đầy sự nhiệt huyết. Và trong buổi sáng ngày hôm nay, một tiết trời của những ngày giữa mùa hạ, một tiết trời có thể nói là khá là nắng nóng, những người làm chương trình chúng tôi cũng rất là thương, rất là đồng cảm cùng với hai bên gia đình. Và cho phép những người làm chương trình chúng tôi cũng xin được mong muốn với toàn thể quý vị, chúng ta sẽ vượt qua tất cả những rào cản, đó là về mặt thời tiết ngày hôm nay khá khắc nghiệt và nắng nóng, để chúng ta sẽ cố gắng ngồi lại cùng với hai bên gia đình, ngồi lại cùng với ban tổ chức cùng những cô dâu và chú rể trong khoảng 35 đến 40 phút đồng hồ tiếp theo, để chúng ta được tạo dựng một chương trình đầy đủ sắc màu yêu thương để chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Và kính thưa với hai bác trưởng đoàn thân mến, và kính thưa với toàn thể quý vị thân thương của chúng ta đang được có mặt tại cầu sân khấu ngày hôm nay. Và chúng ta biết rằng mỗi vùng miền, mỗi dân tộc thì chúng ta sẽ có những phong tục và tập quán khác nhau. Nhưng để mong muốn cho đôi con trẻ được trăm năm hạnh phúc, ấm no đến muôn đời, con đàn và cháu đống. Và như vậy qua một thời gian tìm hiểu yêu đương kỹ lưỡng, để rồi hai bên gia đình của chúng ta đã thống nhất được ngày lành tháng tốt, để ngày hôm nay hai bên gia đình của chúng ta đã được bàn bạc rất là cụ thể, sẽ tổ chức chương trình đại lễ thành hôn long trọng theo đúng với phong tục tập quán của dân tộc cổ truyền Việt Nam chúng ta từ ngàn xưa để lại. Bởi vậy hai bên gia đình của chúng ta đã được hoàn tất với 5 bước ứng với 5 chục chầu 5 chai rượu, gồm các bước dạo ngõ ăn hỏi, xin cưới nạp tài và xin dâu đón dâu. Với những bước đầu tiên là dạo ngõ thăm hỏi, thăm nhà của hai bên gia đình đã được hoàn tất trong thời gian trước. Và cách đây 2-3 ngày thôi thì hai bên gia đình của chúng ta đã được hoàn tất chương trình đại lễ nạp tài. Và trong buổi sáng ngày hôm nay vào lúc 4 giờ hơn 5 sáng ngày hôm nay thì gia đình hoàn là trai chúng tôi đã xin phép sắm sửa chục chầu chai rượu thứ 5, chục chầu chai rượu cuối cùng, được trở về bên phía tư gia tòa nhà lớn của gia đình họ nhà gái, để chúng ta được hoàn tất nội dung quan trọng, đó là chương trình đại lễ vu quy dành cho đứa con trẻ tại gia đình ông bà Bùi Tuấn Anh và bà Lê Thị Nguyên, địa chỉ tại thôn Cường, Nguyệt Ấn, Ngọc Lạc, Thanh Hóa. Và cách đây phút thì cô dâu và chú rể và hai bác trưởng đoàn hai bên gia đình đã được trở về bên phía tư gia tòa nhà lớn của gia đình họ nhà trai chúng tôi tại gia đình ông bà Hà Văn Nghiêm và bà Hà Thị Thấm tại địa chỉ thôn Cao, Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa, để chúng ta được hoàn tất nội dung quan trọng, đó chính là thủ tục gia tiên. Và nhờ những bước điểm quan trọng của hai bên gia đình chúng ta đã được hoàn tất xong xuôi, và ngay bây giờ đây chúng tôi mời trở về với những cầu sân khấu là sự hiện diện của những vị đại diện hai bên gia đình, sự hiện diện của cô dâu và chú rể. Còn ngay bây giờ thưa quý vị, không để quý vị chúng ta phải đợi chờ lâu hơn nữa, những người làm chương trình chúng tôi xin được trịnh trọng tuyên bố chương trình đại lễ thành hôn long trọng dành cho chú rể Hà Quy, dành duyên cùng cô dâu Việt Trinh xin phép được bắt đầu. Thân mến, những dòng tình cảm yêu thương chúng ta đã được có mặt tại những cầu sân khấu chính trong buổi sáng ngày hôm nay. Những người làm chương trình chúng tôi cũng đã có đôi lời cùng toàn thể quý vị. Những người làm chương trình chúng tôi cũng rất là thương, rất là đồng cảm cùng với hai bên gia đình cũng như cô dâu và chú rể do điều kiện thời tiết ngày hôm nay khá là nắng nóng. Và như vậy những người làm chương trình chúng tôi sẽ cố gắng gói gọn chương trình ngày hôm nay một cách nhanh chóng nhất và sớm nhất dành cho hai bên gia đình. Và thời gian còn lại của chương trình chúng tôi sẽ dành thời gian quý vị được trở về với tất cả những một bàn đại tiệc của gia đình để chúc mừng cô dâu và chú rể. Và ngay bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ trở về với câu chuyện tình yêu đẹp của cô dâu và chú rể. Một câu chuyện tình yêu rất đẹp, rất lãng mạn, vượt không gian, vượt thời gian thưa quý vị, đã được minh chứng đủ đầy từ nhịp cầu sân khấu chính ngày hôm nay. Cũng chính bởi để cho cô dâu và chú rể Hà Quy và Việt Trinh chính thức nên duyên chồng và vợ, trước tiên là bạn trẻ sẽ phải dựa trên tình yêu tự nguyện của hai em, sau đó phải hội tụ đầy đủ ba yếu tố cơ bản thưa quý vị, đó là về mặt pháp lý, về gia đình và xã hội. Về mặt pháp lý thì cô dâu và chú rể đã hoàn thiện xong cái địa ít hôm. Và ngày hôm nay với cương vị là hai bên gia đình, một lần nữa chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu có sự hiện diện của hai bác trưởng đoàn cao quý của hai bên gia đình chúng tôi, có sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác, anh em bạn bè, rất nhiều những người bạn thân thiết của cô dâu và chú rể được trở về tham dự chương trình ngày hôm nay. Một lần nữa chúng tôi không biết nói gì hơn và lời cảm ơn chân thành nhất xin phép gửi đến tất cả quý vị. Còn bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu này để cho phép cô dâu và chú rể họ sẽ được trao chọn cho nhau kỷ vật thiêng liêng nhất trong cuộc đời này, đó chính là đôi vòng nhẫn cưới. Nào chúng em sẽ cùng khởi thân đứng lên nào, để chúng ta sẽ cùng hướng trở về với nhau. Hãy cùng nở lên một cười thật tươi, thật viên mãn, để rồi chính thức trao gửi cặp nhẫn cưới yêu thương. Xin mời. Và xin mời nhiếp ảnh gia chuyên gia của gia đình, tất cả những camera của toàn thể quý vị, chúng ta sẽ được lưu lại khoảnh khắc yêu thương và tràn đầy trang trọng ngày hôm nay. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng dõi theo ạ. Và chúng ta có cảm nhận được không quý vị, trên những đôi môi của cô dâu và chú rể, nụ cười luôn nở, và đó là hạnh phúc viên mãn của hai em đã chính thức được lên ngôi và trường tồn mãi mãi.
Còn bây giờ thưa quý vị, chúng ta sẽ cho phép cô dâu và chú rể khoe khéo léo cùng toàn thể quý vị gặp nhận cưới yêu thương bằng cách giơ tay vừa chào nhận xong lên nào, cùng với toàn thể quý vị một tràng pháo tay thật to thật lớn quý vị đâu ạ, để chúng ta được chúc mừng hạnh phúc. Cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ đây, xin mời em sẽ tiến bước trở về bên phía những tầng bánh yêu thương tràn đầy đẹp mắt, tràn đầy trang trọng đã được ban tổ chức chuẩn bị rất là kỹ lưỡng đẹp mắt dành cho hai em. Xin mời những cung bậc cảm xúc yêu thương, những nét đẹp văn hóa truyền thống độc đáo trong lễ cưới hỏi của dân tộc Việt chúng ta sẽ được tái hiện một cách tròn vẹn tại những đầu sân khấu. Và ngay bây giờ xin mời em sẽ cùng đến với tầng bánh đầu tiên, tầng bánh dưới cùng, tầng bánh to nhất đi nào. Và đây chính là nền móng cho tình yêu vững chắc của đôi vợ chồng trẻ kể từ giây phút này đây. Xin mời. Và đây thưa quý vị cũng xin được thay lời cô dâu và chú rể nhẹ nhàng lắc cắt đi nào hai em. Và ngay bây giờ xin được thay lời cô dâu và chú rể gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn đến những bậc làm ông làm bà, làm cha và làm mẹ đã không công ơn sinh thành dưỡng dục cho hai con có được ngày vui trọn vẹn như ngày hôm nay. Tầng bánh thứ hai xin mời. Tầng bánh thứ hai này xin được thay lời cho cô dâu và chú rể gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn đến các bác, các cô, các chú, các anh chị, anh em, bạn bè và để quý vị chúng ta đã có mặt tại đây thì chúng ta được chúc mừng cô dâu và chú rể góp phần cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay thêm phần long trọng, ấm cúng lên rất nhiều. Tầng bánh trên cùng nào, xin mời cô dâu và chú rể cùng lát cắt chinh phục. Tầng bánh này mang hai chữ thiêng liêng, hai chữ vợ chồng. Và kính thưa quý vị, chúng ta biết rằng tất cả quý vị, những người làm chương trình chúng tôi, người mà chúng tôi muốn nói hơn ngay bây giờ đó chính là Hà Huy, đó chính là Việt Trinh. Chúng ta có thể có hàng trăm, hàng nghìn con đường để đi thưa quý vị, nhưng chúng ta chỉ có một nơi để về thôi à, đó chính là hạnh phúc gia đình. Và ngày hôm nay là ngày đẹp nhất, ngày dấu ấn chung đôi của cô dâu và chú rể. Ngay sau khi cô dâu và chú rể hoàn thiện xong với ba tầng bánh yêu thương này, đồng thời cũng đã được khẳng định cùng toàn thể quý vị, ngày hôm nay, ngày 7 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 5 năm Quý Mão là ngày tháng tốt, đời con trẻ của hai bên gia đình chúng ta, chú rể Hà Quy, cô dâu Việt Trinh chính thức nên duyên chồng vợ, hạnh phúc bên nhau đến trọn đời rồi đấy ạ. Một tràng pháo tay thật to thật lớn của quý vị nữa để chúng ta được chúc mừng ạ. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Và ngay bây giờ đây, xin mời em sẽ tiến bước trở về bên phía tháp rượu tình yêu. Xin mời. Và kính thưa với toàn thể quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây với đôi bàn tay khéo léo của mình, chú rể sẽ làm sao đó để tiếng nổ được vang lên từ nhịp cầu sân khấu chính này. Xin mời. Để có được điều đó, chú rể sẽ lắc thật mạnh chai rượu của em đi đã nào. Xin mời. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi thưa quý vị. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ chờ đợi tiếng nổ vang giòn hạnh phúc chai rượu đầu tiên của cô dâu và chú rể. Và chú rể sẽ mở nhãn chai, đúng rồi. Và ít phút nữa sẽ cùng quan sát bên trong sẽ có một nút thắt được nhà sản xuất đóng chai lại. Chú rể sẽ vặn ngược chiều kim đồng hồ, có một nút thắt, đúng rồi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi thưa quý vị, không phải đâu. Và ngay bây giờ đây sẽ hướng dẫn. Và đây nút thắt chúng ta sẽ gỡ nút thắt trước. Và thưa quý vị thân mến, và cái gì cũng vậy trong cuộc sống này, lần đầu tiên luôn luôn là bỡ ngỡ phải không ạ? Ngày hôm nay thì chúng ta có nhận được thấy sự bỡ ngỡ của chú rể. Và chúng ta sẽ vặn như thế này, và sau đó tiếng nổ vang giòn sẽ, và dùng lực của ngón tay cái đi em, cậy nhẹ, tiếng nổ sẽ vang lên. Chúng ta sẽ cùng chờ đợi, đúng rồi. Và ngay bây giờ nào, xin mời em sẽ cùng nâng cao lên nào, để chúng ta cùng xoát tràn tháp ly này. Xin mời. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ cùng quan sát nào. Một con suối có màu hồng, con suối của tình yêu, đó là con suối của sự thủy chung đang được chảy tràn đến khán phòng hạnh phúc chính ngày hôm nay. Và kính thưa quý vị thân mến, nó được hòa quyện với những làn khói trắng lung linh muôn sắc màu, được tạo ra từ viên đá khói vô cùng đẹp mắt và tràn đầy trang trọng, góp phần cho chương trình của chúng ta ngày hôm nay lung linh huyền ảo hơn phải không ạ? Và kính thưa quý vị thân mến, cũng chính bởi con suối màu hồng, con suối của tình yêu, con suối của sự thủy chung này đang cùng chung chảy về một hướng để xây nên một lâu đài tình ái. Người chị vì không ai khác đâu thưa quý vị, đó chính là chú rể Hà Quy, đó chính là cô dâu Việt Trinh. Và những người làm chương trình, toàn thể quý vị luôn cầu chúc rằng con suối của tình yêu, con suối của hạnh phúc này, nó sẽ luôn được chảy mãi, chảy đến vô tận để minh chứng câu chuyện tình yêu được chính thức được lên ngôi và trường tồn mãi mãi. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi. Với chai rượu thứ hai này thì anh sẽ không hướng dẫn em nữa, em sẽ thực hiện đúng quy cách mà ban tổ chức đã hướng dẫn cách đấy phút. Và chúng ta sẽ cùng chờ đợi tiếng nổ vang giòn của chai rượu thứ hai thưa quý vị. Chúng tôi hy vọng rằng chai rượu thứ hai này tiếng nổ sẽ vang lên to hơn và giòn hơn được không ạ? Rất tuyệt vời. Ngay bây giờ nào, hai em sẽ rót ra đây cho anh cặp ly yêu thương, cặp ly vợ, ly chồng và tổ chức đã chuẩn bị. Xin mời. Và nếu tử lượng chú rể nhà ta mà tốt, chú rể có thể rót đầy lên cũng được, không sao cả. Và gia đình nhà gái của chúng ta để ý một chút ạ, xem cách chú rể nhà ta rót rượu như thế nào để chúng ta mỗi lần được trở về quê hương huyện Ấn Độc Lạc thăm gia đình nhà gái, chúng ta sẽ chăm sóc thật kỹ cho chú rể. Và nhìn xem quý vị ơi, mà chắc ở đây chú rể đang khiêm tốn một chút thôi, và hàng
tưởng lượng chú rể nhà ta khá lắm. Và ngay bây giờ xin mời em sẽ tiếp tục dắt lên nào, để chúng ta sẽ được tiếp tục đến với câu chuyện tình yêu đẹp của cô dâu và chú rể. Và kính thưa quý vị thân mến, những dòng rượu đang chảy được ví như nước và mật ngọt, nước nó sẽ tô điểm cho tình yêu thêm tươi thắm, và mật ngọt là thứ gia vị cho tình yêu thêm ngọt ngào và đậm sâu. Và nếu thế giới này không có tình yêu thì mặt trời sẽ tắt, thưa quý vị, vì tình yêu đó là chân lý, là những gì tuyệt vời nhất họ sẽ được dành tặng cho nhau. Và ngày hôm nay đôi con trẻ của hai bên gia đình chúng ta, cô dâu và chú rể, họ đã được trao trọn cho nhau cả cuộc sống này, cả cuộc đời này và cả hạnh phúc này rồi đấy ạ. Và bây giờ nào chú rể ơi, em sẽ thể hiện sự khả năng của em bằng cách cầm lấy cặp đi yêu thương lên và đưa cho người vợ yêu quý của mình một chiếc ly đi nào. Sau đó em sẽ quay về với nhau, cứ thoải mái đi ạ. Để rồi cùng đang chéo tay lại, hãy nở một nụ cười thật tươi, thật viên mãn. Và quý vị chúng ta đừng tiết kiệm những tràng pháo tay thật của quý vị, và chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng pháo tay thật to, thật lớn, thật đều được không ạ? Xin mời. Xin được chúc mừng cho cô dâu và chú rể, chúc mừng cho mối tình thông gia của hai bên gia đình chúng ta ngày hôm nay. Và bây giờ xin mời em sẽ tạm an tọa xuống, bạn hoàn là trọng bạn trái chúc của mình. Và kính thưa quý vị thân mến, và chúng tôi nhận thấy ngày hôm nay những giọt mồ hôi lấm tấm của những người làm chương trình cũng như toàn thể quý vị đã được trở về đây với những cầu sân khấu chính này. Những người làm chương trình rất là thương, là đồng cảm của toàn thể quý vị. Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng tiết kiệm thời gian dành cho hai bên gia đình. Ngay bây giờ chúng tôi rất là mong muốn rằng với những món quà âm nhạc được nổi vang lên từ những cầu sân khấu vào ngày hôm nay tại quê hương thôn Cao, xã Lũng Cao, Bá Thước, Thanh Hóa, chúng tôi một lần nữa xin được nồng nhiệt hân hoan chào đón sự hiện diện của vị đại diện trưởng đoàn, sự hiện diện của các cụ, các ông, các bà, rất nhiều anh em bạn bè thân thiết của cô dâu được trở về đông đủ nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay. Vì vậy món quà âm nhạc đầu tiên cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được ưu tiên và nhường phần cho gia đình họ nhà gái, và xin mời một bạn đại diện của gia đình họ nhà gái trở về với chúng ta từ quê hương Ngọc Lặc sẽ có một món quà âm nhạc đầu tiên đi ạ. Xin mời ạ. Chúng tôi nhận thấy có rất nhiều những chàng trai, những cô gái được trở về rất là đông đủ nhịp cầu sân khấu ngày hôm nay ạ. Và chúng tôi biết rằng tại quê hương Nguyễn Ấn Ngọc Lạc Thanh Hóa của chúng ta cũng là một cái nôi sinh ra rất nhiều những giọng ca hay. Thì ngay bây giờ chắc chắn rồi, bên phía gia đình họ nhà gái chúng ta cũng đã được cử trở về đây với những cây văn nghệ, với những giọng ca hay được trở về với nhịp cầu sân khấu. Nào xin mời ạ, những chàng trai, những cô gái của chúng ta đâu ạ. Và chúng tôi sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay vào lúc 11 giờ kém 10. Và chúng tôi sẽ còn có khoảng 20 phút nữa, dành khoảng 50 phút tiếp theo dành cho tất cả những món quà âm nhạc yêu thương của quý vị. Xin mời ạ. Xin được trân trọng giới thiệu với giọng hát của em Thúy Diễn, sẽ có một món quà âm nhạc để gửi tặng đến tất cả quý vị. Em Diễn đang ở đâu ạ? Đâu rồi? Chúng tôi nhận ra em rồi. Một tràng pháo tay thật to thật lớn đi quý vị ơi, để chúng ta được chúc mừng chào đón một cô gái rất là xinh xắn dễ thương của gia đình nhà gái ngày hôm nay, Thúy Diễn. Xin mời em. Hôm nay là ngày vui của hai anh chị nữa. Em cũng không biết nói gì nhiều hơn. Em chúc hai anh chị trăm năm hạnh phúc ạ. Trên con đường ngày mai sau
bên em thôi, còn mọi chuyện để em lo. Yêu em và bên em thôi, cứ ôm em như thế. Tháng năm dài hãy kề vai em, ta đi trên con đường ngày mai. Dẫu không xa hay yêu quý, em luôn bên anh vượt qua. Đến mai này chúng ta xa, vẫn bên nhau. Xin cảm ơn em gái rất nhiều. Một tràng pháo tay thật to thật lớn được không thưa quý vị, để chúng tôi được chúc mừng và chào đón món quà âm nhạc đầu tiên. Kính thưa quý vị thân mến, và để đáp lại tấm lòng nhiệt thành của gia đình họ nhà gái, bây giờ chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu một giọng ca sẽ đại diện cho gia đình họ nhà trai chúng tôi. Với giọng hát của bạn Hữu Lượng sẽ được trở về với nhịp cầu sân khấu. Xin mời. Anh cứ mãi cô đơn bơ vơ bao lâu rồi ai đâu hay. Ngày cứ thế trôi qua miên man gì anh một mình nơi đây. Những phút giây trôi qua tần tần, chưa một ai đó đến nơi này nghe những tâm tư này. Là tia nắng ấm, là em đến bên anh cho bơi điều phiền ngày hôm qua. Nhẹ nhàng xóa đi bao mây đen vây quanh cuộc đời nơi anh. Phút giây anh mong đến tình yêu ấy, giờ đây là em người anh mơ ước bao đêm. Chúng ta sẽ cùng nổi lên một tràng pháo tay thật to thật lớn nữa đi ạ, để chúng tôi được đón nhận và chúc mừng món quà âm nhạc tiếp theo được trở về với nhịp cầu sân khấu. Và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ tạm chia tay với những món quà âm nhạc, để thay vào đó cho phép cô dâu và chú rể ngay bây giờ xin phép được đón nhận với những dòng tình cảm tuyệt vời, với tất cả những món quà tràn đầy yêu thương của hai bên gia đình. Nào chúng em sẽ cùng khởi thân được lên nào, xin phép được đón nhận với dòng tình cảm tuyệt vời của hai bên gia đình chúng ta. Và quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây với món quà đầu tiên, chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu sự hiện diện của song thân, bố mẹ thân sinh của chú rể. Xin mời bố Nghiêm, mẹ Thấm sẽ được tiến bước trở về cùng hai con ạ. Được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương của bố mẹ, xin được trân trọng kính mời.
Và kính thưa quý vị thân mến, và ngay bây giờ đây chúng ta sẽ cùng hướng mắt trở về tại trung tâm nhịp cầu sân khấu chính. Chúng ta đang được đón nhận dòng tình cảm tuyệt vời, tình yêu thương vô bờ bến của bố Nghiêm mẹ Thấm đã được trở về cùng với hai con để chúc mừng cho hai con với những món quà tràn đầy ý nghĩa. Và kính thưa quý vị, công cha như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra, một lòng thờ mẹ kính cha, cho tròn chữ hiếu mới là đạo con, mà che già ôm lấy măng non, sinh con nay mới vuông tròn là đây. 9 tháng 10 ngày mang nặng đẻ đau và biết bao gian truân khó nhọc trong cuộc sống để nuôi con khôn lớn. Và đến ngày hôm nay, ngày hạnh phúc nhất, trang trọng nhất của hai con thì cũng đã đến. Với những người làm cha, làm mẹ đang vô cùng hạnh phúc, vô cùng xúc động được trở về dành tặng với những món quà yêu thương dành cho hai con. Và kính thưa quý vị, cho phép những người làm chương trình chúng tôi xin được thay lời cho hai con yêu của bố mẹ, xin được gửi gắm những dòng tình cảm, những lời cảm ơn. Trước tiên là đến công ơn sinh thành dưỡng dục của cha mẹ đã cho hai con có những ngày vui trọn vẹn như ngày hôm nay. Và sau đó xin được kính chúc đến tứ thân phụ mẫu, bố mẹ hai bên gia đình chúng ta luôn có một sức khỏe hạnh phúc, phúc như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Quý vị chúng ta sẽ vui lòng nổi lên một tràng pháo tay to thật lớn nữa đi ạ, để chúng ta được chúc mừng cho hai bên gia đình. Và ngay bây giờ sẽ là những món quà tiếp theo chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu. Sự hiện diện của gia đình bác Thái, gia đình chị Thái sẽ cùng tiến bước trở về cùng với đôi con trẻ, tiếp tục với những món quà tràn đầy yêu thương tiếp theo. Xin mời. Và kính thưa quý vị thân mến, gặp gỡ yêu thương nhau thì đó là chữ duyên, và để được nên vợ và thành chồng thì đó là chữ phận. Thì đến ngày hôm nay, hai con, hai cháu của hai gia đình chúng ta đã hội tụ đầy đủ chữ duyên và chữ phận, để rồi anh về thưa với gia đình đồng ý cho mình lấy ta, mà em về thưa với mẹ cha đồng ý cho ta lấy mình. Thì ngày hôm nay, hai bên gia đình của chúng ta đã thống nhất được ngày lành tháng tốt, ngày 7 tháng 7 năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 5 năm Quý Mão, cho phép hai bên gia đình của chúng ta chính thức kết tình thông gia, cho phép đôi con trẻ chính thức nên duyên chồng vợ. Và ngày hôm nay, với những món quà tràn đầy ý nghĩa của hai bên gia đình, chúng ta đang được liên tục trở về chúc mừng cho cô dâu và chú rể. Xin được cảm ơn bác Thái, xin được cảm ơn chị Thái rất nhiều với những món quà tràn đầy yêu thương này. Và sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu với món quà tiếp theo của gia đình chú Thím Như. Gia đình bác Mộng Tứ sẽ cùng tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu với những món quà tràn đầy yêu thương tiếp theo. Xin mời. Những dòng tình cảm yêu thương, những món quà tràn đầy hạnh phúc, chúng ta đã được trở về mừng hạnh phúc cho cô dâu và chú rể ngày hôm nay. Vâng ạ, xin được trân trọng kính mời gia đình chú Thím Như và gia đình bác Mộng Tứ. Và kính thưa quý vị thân mến, chắc hẳn trong suốt một tuần trời vừa qua, trong suốt một thời gian dài vừa qua, thì những người làm ông làm bà, cô dì chú bác, những người làm cha làm mẹ, anh em trong đại gia đình chúng ta đã phải bao đêm thức trắng đêm để lo chuyện cỗ bàn, lo chuyện quan khách, lo làm sao đó cho đôi con trẻ có một chương trình đại lễ đủ đầy như ngày hôm nay. Nhưng tất cả chúng ta sẽ gác lại những nỗi lo đó để được mang trở về đây những món quà tràn đầy yêu thương. Và sau đây chúng tôi sẽ được trân trọng giới thiệu gia đình chú Thím Thiệp và gia đình em Thiệp sẽ cùng tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương tiếp theo. Xin mời. Đó là sẽ là những món quà của gia đình chú Thím Thiệp và món quà của em Thiệp. Và sau món quà này sẽ là món quà của gia đình bác Lượng, gia đình chú Thím Nhật chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời với những món quà tiếp theo của gia đình bác Lượng, gia đình chú Thím Nhật sẽ cùng tiến bước trở về với những cầu sân khấu ạ. Trong khi chúng ta đang được đến với những món quà này, xin mời quý vị chúng ta sẽ được tiếp tục thoải mái nâng lên với những chén trà, chén nước và tiếp tục rót ra những ly rượu hồng để chúc mừng cô dâu và chú rể ngày hôm nay ạ. Xin mời quý vị. Sau món quà của gia đình bác Lượng, gia đình chú Thím Nhật sẽ là món quà của gia đình chú Thím Nam sẽ được chuẩn bị. Trân trọng kính mời món quà của chú Thím Nam sẽ được tiến bước trở về cùng với cô dâu và chú rể. Sau món quà của chú Thím sẽ là món quà của gia đình cậu Long và gia đình chị Sang chuẩn bị. Xin được trân trọng kính mời món quà của cậu Long và chị Sáng sẽ được tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu ngay bây giờ, được dành tặng với những món quà tràn đầy yêu thương tiếp theo. Và kính thưa quý vị thân mến, dòng tình cảm yêu thương tuyệt vời đã được thể hiện với rất nhiều những món quà, những cái ôm thật chặt dành cho cháu dâu của Thím. Sau đây sẽ được trân trọng kính mời món quà của cậu Long và chị Sang.
Sau với món quà này sẽ là món quà của gia đình ông Chiến Trung và gia đình dì Quỳnh chuẩn bị. Những hình ảnh rất đẹp thưa quý vị, tràn đầy hạnh phúc, tràn đầy xúc động. Chúng ta đã được chứng kiến một cách trọn vẹn và đủ đầy. Và xin được cảm ơn tất cả tấm lòng nhiệt thành và tất cả những món quà tràn đầy yêu thương của đại gia đình chúng ta rất là nhiều. Xin được trân trọng giới thiệu ông Chiến Trung, dì Quỳnh. Xin cùng Hà Điền tiến bước trở về với nhịp cầu sân khấu. Xin mời. Và đó là những món quà tràn đầy yêu thương của gia đình họ đàn trai. Và sau đây sẽ là những món quà của những vị đại diện gia đình họ đàn gái chúng ta sẽ được chuẩn bị. Đó sẽ là món quà của người em gái yêu quý của cô dâu. Đó là sự hiện diện của người bác. Đó là bác Mai Lăng Chánh sẽ được chuẩn bị. Kính mời em gái cùng với bác Mai Lăng Chánh sẽ được tiến bước trở về với những cậu. Xin mời em Diễm cùng với bác gái. Và kính thưa quý vị thân mến, trong khoảnh khắc yêu thương và tràn đầy trang trọng này, này những hình ảnh rất đẹp chúng ta đang được chứng kiến một cách trọn vẹn và đủ đầy. Xin cảm ơn bác Mai và em gái rất là nhiều với những món quà tràn đầy yêu thương tuyệt vời. Và quý vị ơi, chúng ta đang còn có những món quà đã chuẩn bị không ạ? Mà chúng ta chưa đăng ký trực tiếp với ban tổ chức thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đăng ký bổ sung đi ạ. Và kính thưa với các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác cũng như toàn thể quý vị thân mến, với những lời cảm ơn chân thành nhất của cô dâu và chú rể thì chắc chắn rằng ngay bây giờ hai em không thể nói hết bằng lời đâu ạ. Và để thay vào đó, chúng ta sẽ cùng được đón nhận một cái cúi đầu thật sâu của hai em để thay cho ngàn lời cảm ơn. Và quý vị ơi, chúng ta sẽ vui lòng nổi lên một tràng vỗ tay thật to thật lớn để cùng được đón nhận. Nào xin mời em. Và đó là những lời cảm ơn chân thành nhất của cô dâu và chú rể. Và nhân ngày vui trang trọng như ngày hôm nay, những cái làm chương trình chúng tôi sẽ được kính chúc cho hai em. Kể từ giây phút này đây, kể từ ngày hôm nay đây, hai em sẽ cùng sát cánh bên nhau, cùng cố gắng hoàn thiện xong hai công chuyện lớn tiếp theo. Đó chính là tậu xe và làm nhà trong thời gian ngắn nhất có thể. Còn công việc nào trước, công việc nào sau thì hai em sẽ cùng bàn bạc thống nhất thật kỹ rồi đi đến quyết định. Các cụ nhà ta thường có câu thuận vợ, thuận chồng, tát biển đông cống cạn. Nhớ chưa? Nếu quý vị đồng ý một điều như vậy, một tràng vỗ tay thật to thật lớn để chúng ta sẽ khép lại chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn quý vị rất nhiều. Kính thưa quý vị thân mến, và trước khi khép lại chương trình ngày hôm nay, chúng tôi xin được mạn phép thay lời cho bác trưởng đoàn của gia đình họ đàn trai chúng tôi. Xin được có lời thân mời thịnh tình nhất của gia đình chúng tôi xin phép gửi đến vị trưởng đoàn, đến các cụ, các ông, các bà, cô dì, chú bác trong thành phần cấp cao, thành phần đưa dâu của gia đình họ nhà gái, toàn thể anh em bạn bè, bà con lối xóm, quan khách quý xa gần. Chúng ta sẽ vui lòng nán lại với đại gia đình chúng tôi trong buổi trưa ngày hôm nay để dùng bữa cơm trưa thân mật, chung chia niềm vui chúc phúc dành cho đôi con trẻ. Và chúng tôi sẽ dành khoảng thời gian 5 đến 10 phút tiếp theo để cho hai bên gia đình, toàn thể quý vị, chúng ta sẽ được trở về cùng với cô dâu và chú rể ngay bây giờ. Những bạn già chuyên gia của gia đình sẽ được lưu lại với những tấm hình lưu niệm đẹp nhất và trang trọng nhất. Số lượng ảnh của ban tổ chức chúng tôi không hạn chế đâu ạ. Xin mời đến tất cả quý vị, những người bạn thân thiết của cô dâu và chú rể hai bên gia đình, chúng ta sẽ được thoải mái tiến bước trở về đây. Xin mời quý vị ạ.